Quý vị đang đến với tạp chí Ngân hàng trên kênh FBNC. Sau đây sẽ là những nội dung nổi bật trong tạp chí kỳ này. Ngân hàng Nhà nước thông báo các ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu chuyển đổi. Song song với đó, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu phải giảm chi phí giao dịch trên ATM, máy POS xử lý qua NAPAS. Trong chuyên mục con số thì Tổng Công ty Điện lực Việt Nam cho biết giảm giá điện, tiền điện đợt 4 ước tính khoảng 2.500 tỷ đồng. Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% thuế phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Bộ Tài chính cũng cho rằng xóa thuế nhập khẩu linh kiện sẽ hỗ trợ ô tô trong nước. Nhiều doanh nghiệp đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất tại Hà Nội. Trong một cảnh báo, có dễ kiếm tiền từ sàn Forex lợi nhuận 20% một tháng. Trên thế giới, GDP Eurozone tăng trưởng vượt kỳ vọng trong quý 2 2021. Tiếp nối UBS, ngân hàng Goldman Sachs tăng lương cho nhân viên. Singapore cấp giấy phép tiền điện tử đầu tiên. Trong khi đó, Hàn Quốc vừa yêu cầu 11 sàn giao dịch tiền điện tử phải đóng cửa. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư 11 quy định về phân loại tài sản có và trích lập dự phòng rủi ro, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư quy định, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ban hành quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý nợ, chính sách dự phòng rủi ro, trong đó có quy định về quyền hạn, trách nhiệm của các cá nhân đơn vị trong việc thẩm định phê duyệt cấp tín dụng, quản lý chất lượng tín dụng và tài sản bảo đảm. Về nguyên tắc, thông tư quy định toàn bộ dư nợ của một khách hàng tại một tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được phân loại vào cùng một nhóm nợ. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phân loại nợ theo 5 nhóm: nợ tiêu chuẩn, nợ cần chú ý, nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn. Tỷ lệ trích lập dự phòng đối với từng nhóm nợ như sau: nợ tiêu chuẩn không phải trích lập, nợ cần chú ý trích lập 5%, nợ dưới chuẩn trích lập 20%, nợ nghi ngờ trích lập 50% và nợ có khả năng mất vốn trích lập 100%. Thông tư cũng nêu rõ, mức trích lập dự phòng chung phải trích được xác định bằng 0,75% tổng số dư các khoản nợ từ nhóm 1 đến nhóm 4. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2021. Song song với đó, Ngân hàng Nhà nước cũng ban hành thông tư 12 năm 2021 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do ngân hàng khác phát hành trong nước. Đáng chú ý, các ngân hàng chỉ được mua kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi có thời hạn còn lại dưới 12 tháng. Thời hạn còn lại là khoảng thời gian được xác định từ ngày thanh toán tiền mua giấy tờ có giá đến ngày đến hạn thanh toán hết gốc lãi của giấy tờ có giá đó. Một quy định khác trong thông tư 12 là các chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ không được mua trái phiếu chuyển đổi vì trái phiếu là một loại chứng khoán. Riêng đối với giấy tờ có giá của công ty tài chính hoặc công ty cho thuê tài chính phát hành, các ngân hàng chỉ được mua bán với tổ chức, bao gồm cả tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Các ngân hàng không được phép mua từ cá nhân. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng chính sách miễn giảm phí dịch vụ để chia sẻ khó khăn với người dân trước đại dịch COVID-19. Mức giảm sẽ áp dụng trên giao dịch ATM, POS, xử lý qua NAPAS và phí giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng 24/7. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 8 đến 31 tháng 12, NAPAS giảm 50% phí dịch vụ chuyển mạch và bù trừ điện tử cho các giao dịch trên ATM, giảm tối thiểu 75% phí dịch vụ chuyển mạch và bù trừ điện tử cho các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 so với mức phí đang áp dụng. Trên cơ sở mức phí mà NAPAS điều chỉnh, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải giảm phí giao dịch trên ATM, POS xử lý qua NAPAS và phí giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 cho khách hàng. Mức giảm phí tối thiểu bằng mức phí mà NAPAS giảm. Ngân hàng Nhà nước khuyến khích các tổ chức này giảm phí lớn hơn mức giảm phí của NAPAS. Đối với các trường hợp đang áp dụng chính sách miễn phí, đề nghị tiếp tục thực hiện. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm về việc giảm phí như yêu cầu nêu trên và báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trước ngày 15 tháng 8.
Theo khảo sát, mức lãi suất cho vay mua nhà của các ngân hàng đang trong khoảng từ 5% đến 8,3% một năm. Không chỉ cạnh tranh lãi suất, cả ngân hàng còn hơn thua về thời gian áp dụng lãi suất thấp kéo dài cho khách vay mua nhà. Nhưng tín dụng và lĩnh vực này vẫn chậm hơn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Mức lãi suất cho vay mua nhà tại các ngân hàng đang ở mức thấp nhất trong vòng 15 năm qua. Ngoài các ngân hàng nội, còn có sự nhập cuộc của các ngân hàng ngoại. Đặc biệt tại nhiều dự án bất động sản, chủ đầu tư cũng kết hợp với các ngân hàng để đưa ra gói vay lãi suất 0% trong một khoảng thời gian nhất định, như trong 6 tháng hoặc từ 1 đến 2 năm. Đại diện một số ngân hàng cho biết, so với cùng kỳ năm ngoái, mức lãi suất cho vay mua nhà đã thấp hơn. Thống kê của các sàn giao dịch bất động sản cho thấy, trên 50% số lượng người mua nhà đều có nhu cầu vay ngân hàng. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đã có tác động không nhỏ tới thu nhập và khả năng trả nợ. Bởi vậy, để tránh rủi ro, các ngân hàng sẽ thẩm định chặt hơn các khoản vay bất động sản như không cho vay cho các dự án đất nền ở xa và thiếu tính pháp lý. Thưa quý vị, trải qua nhiều giai đoạn tái cơ cấu, sức khỏe để chống chịu với các rủi ro, đặc biệt là rủi ro nợ xấu của ngành ngân hàng đã được củng cố. Đây là nhận định của chuyên gia đến từ ngân hàng HSBC Việt Nam tại tọa đàm Điểm đến kinh tế Việt Nam nửa cuối năm 2021. Theo đó, thời gian gần đây, các tổ chức tín dụng đã nâng cao năng lực quản trị, đặc biệt về vốn. Qua đó, hệ số an toàn vốn CAR tăng mạnh và đáp ứng chuẩn Basel II. Ngoài ra, với quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, tập trung đầu tư công nghệ kỹ thuật số, nền tảng thanh toán online, giờ đây không chỉ doanh nghiệp mà người dân cũng bắt đầu sử dụng dịch vụ của ngân hàng nhiều hơn. Điều này thấy rõ nhất ở yếu tố tiền gửi không kỳ hạn của các ngân hàng đồng loạt tăng mạnh. Nguồn vốn chi phí rẻ này giúp kéo giãn biên lãi thuần, qua đó thúc đẩy lợi nhuận. Mặt khác, việc xử lý nợ xấu hiệu quả những năm vừa qua đã tạo luân chuyển vốn, nhiều ngân hàng hưởng lợi từ khoản tăng lãi bất thường. Thậm chí, thông tư 01 và thông tư 03 còn giúp ngân hàng không phải trích lập nợ xấu luôn mà được trích lập từng khoản nhỏ, góp phần giảm áp lực chi phí cho hệ thống ngân hàng. Theo báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tổng thu ngân sách ước đạt hơn 198.500 tỷ đồng, đạt gần 55% dự toán và tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu nội địa hơn 131.000 tỷ đồng, thu từ dầu thô hơn 6.800 tỷ, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 60.000 tỷ đồng và thu ngân sách địa phương hơn 38.000 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố đánh giá đây là kết quả đáng ghi nhận. Năm nay, Trung ương giao chỉ tiêu Thành phố Hồ Chí Minh thu ngân sách 365.000 tỷ đồng, tức bình quân một ngày thu 1.500 tỷ. Những năm gần đây, thu ngân sách thành phố luôn chiếm 25-27% tổng thu cả nước. Theo công bố của Cục Thống kê thành phố cuối tháng 6, bất chấp dịch COVID-19 bùng phát mạnh, tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm của Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước. Một thông tin cảnh báo, thưa quý vị, trong khoảng hơn nửa năm qua, nhóm The Legend Group đã liên tục quảng cáo dụ dỗ người tham gia bỏ tiền vào 3 sàn Forex được cho là đến từ nước ngoài có tên là TreeWin.network, sàn WisdomGlobal.com và sàn Liberty.com. Theo quảng cáo, nếu người tham gia bỏ tiền vào các sàn Forex trên, đánh theo lệnh của chuyên gia thì sẽ được The Legend Group cam kết có lãi ít nhất là 20% một tháng. Vậy có hay không cơ hội đổi đời đến từ hình thức đầu tư này? Với những câu slogan quảng cáo như là The Legend Group, cơ hội triệu đô thời COVID-19, biến người mới thành một chiến binh giàu có, 60 giây để thay đổi cuộc đời, chuyên gia độc lệnh tỷ lệ thắng 80%. Đây là những lời quảng cáo nhan nhản khắp các trang mạng xã hội, dễ đánh vào tâm lý người xem, đặc biệt là trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp, nghỉ việc vì dịch bệnh đang gia tăng cao như hiện nay. Có thể thấy, vẫn với những chiêu trò quen thuộc như là hứa hẹn lãi cao, The Legend Group còn cam kết khi người tham gia thua lỗ sẽ được hoàn vốn 100% khi tham gia các gói bảo hiểm của nhóm này với bảo hiểm từ 5-10% tổng số vốn đầu tư. Chưa hết, người tham gia nếu lôi kéo, mời chào được thêm nhà đầu tư mới sẽ được thưởng ngay thêm 70% giá trị gói mà người mới tham gia. Theo các chuyên gia, The Legend Group đang có dấu hiệu của việc hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép, mức lợi nhuận cam kết tối thiểu là 20% một tháng có nhiều bất thường. Bởi theo thống kê của tạp chí nghiên cứu về Forex, mức sinh lời của các nhà giao dịch Forex chuyên nghiệp chỉ ở mức 0,5-6% một tháng.
Mức sinh lời lớn thường đi kèm với rủi ro cao, khó có chuyện đầu tư Forex hay quyền chọn nhị phân mà chỉ có lãi không lỗ. Trong chuyên mục con số mỗi ngày hôm nay, chúng tôi muốn nhắc tới con số 2.500 tỷ đồng. Đây là tổng số tiền giảm giá điện, tiền điện của đợt 4, theo ước tính sơ bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Theo đó, với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, đối tượng hỗ trợ giảm tiền điện là các khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố tại thời điểm ngày 30 tháng 7 năm 2021 đang thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Mức hỗ trợ giảm là 15% tiền điện trước thuế giá trị gia tăng trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng đến 200 kW trên một tháng, giảm 10% tiền điện trước thuế giá trị gia tăng trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng trên 200 kW một tháng. Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách sử dụng điện là 2 tháng tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 8 và kỳ hóa đơn tiền điện tháng 9 năm 2021. Bên cạnh các cơ sở cách ly y tế không thu chi phí đã được giảm tiền điện ở đợt 3, các cơ sở cách ly y tế người bị nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19 có thu một phần chi phí của người đang cách ly y tế cũng sẽ được giảm 100% tiền điện. Sau đây là một vài thông tin đáng chú ý về lãi suất của các ngân hàng thương mại. Theo đó, biểu lãi suất tiết kiệm mới nhất tháng 8 năm 2021 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV cho thấy, lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng hiện đang ở mức từ 3,1 đến 3,4% một năm, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 đến 9 tháng niêm yết là 4% một năm. Gửi tiền tiết kiệm kỳ hạn từ 12 tháng trở lên tại BIDV, khách hàng sẽ được nhận mức lãi suất huy động cao nhất của ngân hàng này là 5,6% một năm. Còn theo biểu lãi suất huy động mới nhất tại Vietcombank tháng 8 năm 2021, lãi suất tiền gửi tiết kiệm Vietcombank từ 1 đến 3 tháng hiện dao động từ 3,1 đến 3,4% một năm. Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 đến 9 tháng tại ngân hàng này đang ở mức trần 4% một năm. Còn với các kỳ hạn dài, lãi suất gửi tiền 12 tháng là 5,5% một năm, thấp hơn BIDV 0,1%. Lãi suất tiết kiệm Vietcombank kỳ hạn từ 24 tháng trở lên là 5,3% một năm. Với khách hàng tổ chức, lãi suất Vietcombank cao nhất là 4,6% một năm cho tiền gửi kỳ hạn 12 tháng. Đối với tiền gửi online, lãi suất tiết kiệm 1 tháng là 3,1% một năm, 3 tháng là 3,5% một năm, 6 đến 9 tháng là 4,1% một năm. Lãi suất gửi tiền online cao nhất tại Vietcombank là 5,6% một năm cho kỳ hạn 12 tháng. Còn tại Agribank, lãi suất tiết kiệm tháng 8 năm 2021 cao nhất là 5,6% một năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng hiện đang ở mức 3,1 đến 3,4% một năm. Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 đến 9 tháng niêm yết là 4% một năm. Gửi tiền tiết kiệm kỳ hạn từ 12 tháng trở lên tại Agribank, khách hàng sẽ được nhận mức lãi suất huy động cao nhất của ngân hàng này là 5,6% một năm. Với khách hàng doanh nghiệp, lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng tại Agribank dao động từ 3 đến 3,3% một năm. Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 đến 9 tháng niêm yết là 3,7% một năm. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm từ 12 tháng trở lên là 4,9% một năm. Có thể thấy là trong tháng 8 do tình hình dịch bệnh nên mức độ huy động vốn không cao, dẫn tới các ngân hàng dường như không có sự đua tranh về lãi suất để thu hút dòng tiền. Lãi suất kỳ hạn 1 tháng đến 9 tháng dường như niêm yết như nhau tại hầu hết các tổ chức tín dụng. Những cập nhật về lãi suất vừa rồi cũng đã khép lại phần 1 của tạp chí kỳ này. Mời quý vị đến với phần 2 ngay sau đây, phần thế giới. Thưa quý vị, kinh tế châu Âu hồi phục mạnh hơn dự báo trong quý 2 vừa qua, giữa lúc niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp cải thiện mạnh mẽ nhờ các biện pháp hạn chế chống COVID-19 được nới lỏng. Số liệu từ Liên minh châu Âu EU công bố mới đây cho thấy GDP của các nền kinh tế thành viên tăng 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 1,9% so với quý trước. Theo đó, GDP của khối 19 nước sử dụng đồng euro thậm chí khởi sắc mạnh hơn, tăng tương ứng 13,7% so với cùng kỳ và 2% so với quý trước, vượt xa mức dự báo tăng 1,5% từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Reuters. Khác với Mỹ, GDP của châu Âu chưa phục hồi được về mức trước dịch. Dù vậy, các chuyên gia kinh tế thuộc Berenberg Bank cho rằng kinh tế châu Âu sẽ trở về mức trước dịch trước khi kết thúc năm.
Lạm phát trong khu vực Eurozone cũng tăng mạnh, có khả năng lên 2,2% trong tháng 7, cao hơn mục tiêu lạm phát 2% mà Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đề ra. Tuy vậy thì điều này sẽ không dẫn tới sự thắt chặt chính sách tiền tệ ngay lập tức vì ECB trước đó đã thay đổi hướng dẫn để cho phép lạm phát tạm thời vượt mục tiêu. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF mới đây thông báo, hội đồng thống đốc của tổ chức này đã thông qua mức phân bổ chung mới dành cho quyền rút vốn đặc biệt, tương đương 650 tỷ đô la Mỹ trong nỗ lực thúc đẩy thanh toán toàn cầu nhằm hỗ trợ các quốc gia ứng phó với đại dịch COVID-19. Trong thông báo, tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva nhấn mạnh, đây là một quyết định mang tính lịch sử, đợt phân bổ SDR lớn nhất trong lịch sử của IMF và là sự kích thích đáng khích lệ dành cho nền kinh tế toàn cầu vào thời điểm khủng hoảng chưa từng có. Thông báo lưu ý rằng quyết định phân bổ SDR sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các thành viên IMF, giải quyết nhu cầu dự trữ dài hạn trên thế giới, xây dựng lòng tin và thúc đẩy khả năng phục hồi và ổn định của nền kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, mức phân bổ mới sẽ hỗ trợ các quốc gia dễ bị tổn thương nhất, đang phải vật lộn với các tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng COVID-19. Quyết định trên sẽ có hiệu lực từ ngày 23 tháng 8. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết, kết quả của cuộc khảo sát hàng quý do Ngân hàng Trung ương này thực hiện cho thấy nhân viên phụ trách cho vay của các ngân hàng Mỹ đã nới lỏng các tiêu chuẩn và điều khoản cho các khoản vay kinh doanh trong quý 2 năm 2021. Theo cuộc khảo sát, các ngân hàng cho biết nhu cầu vay vốn kinh doanh lớn đến từ các công ty thuộc mọi quy mô khi đà phục hồi tăng tốc nhờ nền kinh tế mở cửa trở lại và tỷ lệ tiêm vaccine ngừa dịch COVID-19 tăng cao. Trong khi đó, thì đối với người tiêu dùng, các ngân hàng nới lỏng tiêu chuẩn trên cả 3 loại hình vay, gồm có vay thẻ tín dụng, vay mua ô tô và vay tiêu dùng khác. Còn Fed cho rằng nhiều lý do khiến các ngân hàng nới lỏng tiêu chuẩn cho vay gồm có triển vọng kinh tế thuận lợi hơn hoặc ít rủi ro hơn, mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các ngân hàng và tổ chức tài chính khác và những cải thiện trong ngành ngân hàng. Ngân hàng Trung ương Indonesia BI và Ngân hàng Quốc gia Malaysia PNM ngày 2 tháng 8 đã nhất trí tăng cường khuôn khổ giải quyết các giao dịch sử dụng đồng rupee ringgit giữa hai quốc gia theo biên bản ghi nhớ được ký kết giữa hai ngân hàng vào ngày 23 tháng 12 năm 2016. Trong một tuyên bố chính thức của BI cho biết, việc tăng cường khuôn khổ hợp tác thanh toán tiền tệ địa phương LCS ban đầu chỉ bao gồm các giao dịch thương mại, nay đã được mở rộng cho các giao dịch LCS như đầu tư trực tiếp và kiều hối. Việc tăng cường hợp tác LCS giữa BI và PNM cũng bao gồm việc nới lỏng các quy tắc giao dịch ngoại hối, đồng thời mở rộng các công cụ phòng ngừa rủi ro và tăng ngưỡng giá trị giao dịch cơ bản lên tới 200.000 đô la cho mỗi giao dịch. Chiến lược tăng cường khuôn khổ hợp tác LCS là một cam kết liên tục từ những nỗ lực chung của hai ngân hàng trung ương nhằm khuyến khích các doanh nghiệp và cá nhân sử dụng đồng nội tệ rộng rãi hơn, qua đó tạo thuận lợi và tăng cường thương mại và đầu tư trực tiếp giữa hai quốc gia. Ngân hàng trung ương của Indonesia và Malaysia cũng đã chỉ định một số ngân hàng bổ sung ở mỗi quốc gia làm đại lý tiền tệ chéo được chỉ định ACCD để hỗ trợ việc thực hiện tăng cường khuôn khổ LCS bằng cách sử dụng đồng rupee và đồng ringgit. Trong một thông báo mới nhất của ngân hàng HSBC có trụ sở tại London, Vương quốc Anh cho biết, họ sẽ tiếp tục trả cổ tức cho các cổ đông sau khi lợi nhuận nửa đầu năm tăng hơn gấp đôi nhờ quá trình tái cơ cấu đang diễn ra và việc xoay trục sang châu Á tiếp tục mang lại hiệu quả. Báo cáo kinh doanh của HSBC cho hay, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này trong 6 tháng đầu năm nay là 6,5 tỷ đô la Mỹ lên 10,8 tỷ đô la Mỹ, trong khi lợi nhuận sau thuế cùng kỳ tăng 5,3 tỷ đô la Mỹ lên 8,4 tỷ đô la Mỹ. Các kết quả trên đều cao hơn ước tính của các nhà phân tích. Phần lớn lợi nhuận của HSBC là từ thị trường châu Á. Tuy nhiên thì HSBC cho biết họ đã cố gắng đạt được lợi nhuận ở các chi nhánh châu Âu và Mỹ, vốn hoạt động kém hiệu quả trong những năm gần đây. HSBC cho biết sẽ trả cổ tức tạm thời là 0,07 đô la Mỹ cho mỗi cổ phiếu phổ thông trong nửa đầu năm nay, trở thành một trong những công ty chi trả cổ tức lớn nhất trong lĩnh vực ngân hàng tại châu Âu. Trong khi ngân hàng lớn thứ hai của Đức là Commerzbank lại báo cáo lỗ lớn trong quý 2 năm 2021 do các chi phí cắt giảm nhân sự và đóng cửa các chi nhánh trên phố lớn. Theo đó, Commerzbank lỗ 527 triệu euro do chi phí tái cơ cấu đã chiếm đến 511 triệu euro trong nỗ lực số hóa các hoạt động và đạt lợi nhuận trở lại.
doanh thu của Commerce Bank trong quý 2 cũng giảm 18% xuống 1,86 tỷ euro. Hiện tại các sáng kiến của Commerce Bank trong việc tái cơ cấu sẽ bao gồm việc cắt giảm đội ngũ nhân sự xuống 32.000 người vào cuối năm 2024, từ mức gần 40.000 người vào cuối năm 2020. Mạng lưới chi nhánh của ngân hàng sẽ giảm một nửa xuống khoảng 450 địa điểm trên khắp nước Đức. Sau UBS thì đến một ngân hàng khác của phố Wall là Goldman Sachs thông báo là tiến hành nâng lương cho nhân viên sau một năm hoạt động giao dịch sôi động. Theo đó, những nhà phân tích làm việc năm đầu tiên, những nhân viên ngân hàng đầu tư thường là những người mới tốt nghiệp đại học sẽ nhận được mức lương cơ bản là 110.000 đô la Mỹ cho một năm, tăng so với mức là 85.000 đô la một năm trước đó. Những nhà phân tích làm việc năm thứ hai sẽ nhận được mức lương là 125.000 đô la, tăng thêm 30.000 đô la. Còn mức lương các cộng sự năm đầu tiên nhận được sẽ là 150.000 đô la, tức là tăng thêm 25.000 đô la so với một năm trước. Hồi tháng 3 năm 2021, các nhà phân tích của Goldman Sachs đã thực hiện cuộc khảo sát nội bộ, trong đó nêu chi tiết về việc bùng nổ các giao dịch khiến thời gian làm việc bị kéo dài và gây mệt mỏi cho các nhân viên đang làm việc tại ngân hàng này. Mới đây, Singapore đã cấp giấy phép tiền điện tử đầu tiên. Động thái này diễn ra trong bối cảnh quốc gia này đang muốn gia tăng sức hấp dẫn nhằm cạnh tranh trung tâm tài chính kỹ thuật số Hồng Kông. Sau khi nộp đơn xin giấy phép vào tháng 4 năm 2020, Independent Reserve, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Australia, đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ tiền số đầu tiên được cơ quan tiền tệ Singapore phê duyệt để hoạt động tại đây. Để có được một môi trường pháp lý thân thiện với thị trường tiền điện tử, Singapore đã phải trải qua một quá trình dài để đảm bảo các biện pháp bảo vệ khách hàng và chống rửa tiền. Cũng liên quan tới thị trường tiền số, mới đây Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tuyên bố sẽ tiếp tục mạnh tay siết các quy định với hoạt động đầu cơ, giao dịch tiền số. Ngoài duy trì áp lực pháp lý với hoạt động giao dịch, thì PBOC cũng sẽ giám sát các công ty cung cấp nền tảng tài chính để điều chỉnh hoạt động của họ theo quy định. Những tháng gần đây, Trung Quốc đã triển khai các hoạt động trấn áp mạnh nhất đối với hoạt động khai thác và giao dịch tiền số. Động thái này được đưa ra sau khi Bitcoin và các đồng tiền số khác tăng vọt, khiến các nhà chức trách lo ngại về rủi ro gian lận, rửa tiền và sử dụng điện quá mức cho hoạt động đào tiền số. Còn tại Hàn Quốc, Ủy ban Dịch vụ Tài chính FSC, cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Hàn Quốc, được cho là vừa yêu cầu 11 sàn giao dịch tiền điện tử trong nước phải đóng cửa do tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, theo tờ The Korea Herald đưa tin. Dalbit và Bitsonic là hai trong số các nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số của Hàn Quốc thông báo tạm ngừng hoạt động trong thời gian gần đây. Những cái tên còn lại sẽ mau chóng được tiết lộ. Hàn Quốc đang đẩy mạnh kiểm soát quy định đối với không chỉ các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước. Các nền tảng nước ngoài cũng được yêu cầu phải đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc KFIU trước ngày 24 tháng 9. Nếu không, họ sẽ phải đóng cửa hoặc có khả năng phải đối mặt với các cáo buộc hình sự. Kể từ năm 2018, nhằm loại bỏ tận gốc hoạt động rửa tiền và các hoạt động gian lận khác, quốc gia này yêu cầu bắt buộc đăng ký bằng tên thật cho các tài khoản của khách hàng. Hiện Upbit và Bithumb, hai sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc, đã thoát khỏi cuộc đàn áp của chính phủ địa phương vì họ có quy trình tìm hiểu khách hàng khá nghiêm ngặt, yêu cầu khách hàng cung cấp tài khoản ngân hàng phải chính xác để giao dịch. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Và ngay sau đây là phần 3 với một vài tin tức đáng chú ý. Bộ Tài chính vừa có đề xuất là duy trì ưu đãi thuế 0% đối với linh kiện ô tô buộc phải nhập khẩu. Doanh nghiệp được chọn kỳ xét ưu đãi là 12 tháng, điều kiện là phải đạt sản lượng ô tô sản xuất theo quy định. Ưu đãi miễn thuế cho linh kiện ô tô nhập khẩu sẽ tiếp tục được thực hiện để hỗ trợ sản xuất, lắp ráp trong nước, thay vì hết hiệu lực vào cuối năm 2022 như quy định trước đó. Việc miễn thuế tạo động lực cho các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư thêm các dây chuyền sản xuất mới tại Việt Nam cũng như chuyển một số hoạt động từ các nước trong khu vực về Việt Nam. Tuy nhiên, một trong các điều kiện để các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô được áp dụng thuế nhập khẩu 0% đối với linh kiện là phải đạt mức sản lượng sản xuất theo quy định. Theo Bộ Tài chính, điều kiện này là cần thiết để đảm bảo các doanh nghiệp đầu tư và đảm bảo quy mô, nâng cao năng lực sản xuất, lắp ráp xe. Bộ Tài chính sẽ điều chỉnh giảm mức sản lượng phù hợp với thực tế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Doanh nghiệp được lựa chọn kỳ xét ưu đãi 6 tháng hoặc 12 tháng.
Trong đó, kỳ xét 12 tháng áp dụng trường hợp doanh nghiệp có một kỳ không đạt tiêu chí, nhưng tổng thể cả năm vẫn đạt tổng sản lượng tối thiểu quy định. Theo Vụ trưởng Chính sách Thuế của Bộ Tài chính, dịch COVID-19 vẫn đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động kinh doanh của người dân, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Vì vậy, Bộ Tài chính đề xuất một số giải pháp về thuế, phí nhằm hỗ trợ các đối tượng này. Cụ thể, đại diện Bộ Tài chính nêu ra 4 phương án. Đầu tiên là đề xuất giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2021, áp dụng cho doanh nghiệp có doanh thu năm không quá 200 tỷ đồng. Thứ hai, giảm 50% thuế phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý 3 và quý 4 năm nay với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực, ngành nghề và địa bàn. Thứ ba, giảm 30% mức thuế giá trị gia tăng với doanh nghiệp tổ chức hoạt động trong một số nhóm lĩnh vực dịch vụ. Cuối cùng, đề xuất miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 đối với doanh nghiệp tổ chức phát sinh lỗ liên tục trong 3 năm từ 2018 đến 2020. Vụ trưởng cho biết, 4 giải pháp được đề xuất trên có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 20.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đang nghiên cứu báo cáo Thủ tướng giảm tiền thuế đất cho năm 2021. Tính chung, các giải pháp đã được thực hiện từ đầu năm 2021 và các đề xuất bổ sung nêu trên. Số tiền hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân năm 2021 ước tính vào khoảng 138.000 tỷ đồng. Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố Hà Nội, đến ngày 30 tháng 7, có 27.000 doanh nghiệp, tổ chức đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất theo Nghị định 52. Tổng số tiền đề nghị gia hạn khoảng 7.000 tỷ đồng. Theo tính toán của Bộ Tài chính, dự kiến tổng số thuế và tiền thuế đất được gia hạn theo chính sách giãn, hoãn thời hạn nộp thuế tại Nghị định 52 là 115.000 tỷ đồng. Đây thực chất là khoản cho vay không tính lãi của nhà nước đối với doanh nghiệp, cá nhân để có nguồn tài chính phục vụ sản xuất, kinh doanh, gia tăng nguồn lực trong tương lai, giúp doanh nghiệp hồi sức trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Ngay sau khi Nghị định 52 đi vào thực hiện, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã tập trung tuyên truyền về các thủ tục, điều kiện gia hạn để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người nộp thuế được biết. Đơn vị cũng đã gửi thư điện tử trực tiếp tới toàn bộ doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn Hà Nội, hỗ trợ trực tuyến để giải đáp vướng mắc về chính sách thuế và thủ tục hành chính thuế trên website. Bên cạnh số thuế đề nghị gia hạn của 27.000 doanh nghiệp, Cục Thuế thành phố Hà Nội còn tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn của gần 600 hộ kinh doanh với số thuế đề nghị gia hạn là hơn 12 tỷ đồng. Tổng Cục Thuế cho biết dự kiến trong tháng 8 năm 2021 sẽ đưa ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động eTax Mobile vào triển khai dành cho cá nhân cài đặt và sử dụng. Đến nay, cả nước đã có 99% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thuế điện tử, áp dụng chữ ký số trên hồ sơ gửi cơ quan thuế. Trong khi đó, đa số cá nhân lại chưa tiếp cận nhiều với chính sách và các dịch vụ thuế. Nguyên nhân là do phần mềm hỗ trợ chưa thuận tiện, chưa có dịch vụ nộp thuế điện tử, cũng như tra cứu thông tin về nghĩa vụ thuế. Để tháo gỡ những vướng mắc này, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các vụ đơn vị chuyên môn xây dựng ứng dụng eTax Mobile và chuẩn bị đưa ứng dụng này vào thực tiễn. eTax Mobile đã bao gồm các chức năng trên hệ thống website thuế điện tử, đồng thời cung cấp thêm các dịch vụ nâng cao trải nghiệm, bổ sung chức năng tra cứu thông tin người phụ thuộc, hỗ trợ cho cá nhân nộp thuế điện tử và nhiều tính năng khác. Tổng cục Thuế cho rằng, việc sử dụng ứng dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước. Vẫn còn rất nhiều tranh cãi xoay quanh quy định thu thuế người kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử như là Tiki, Lazada, Shopee. Do đó, Tổng cục Thuế dự kiến sẽ kéo dài thời gian thực hiện thông tư 40 để lấy ý kiến và triển khai cho đến đầu năm 2022, thay vì đầu tháng 8 năm 2021. Nhiều ý kiến cho rằng, một số quy định về việc thu thuế người kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử chưa có tính khả thi cao, có thể gây ra nhiều tác động lớn đối với hoạt động kinh doanh của các sàn, cũng như hàng trăm nghìn cá nhân kinh doanh trên sàn. Do đó, việc Tổng cục Thuế lùi thời gian triển khai sang đầu năm 2022 là cần thiết. Cụ thể, trong tháng 8 năm 2021, Tổng cục Thuế sẽ phối hợp với Bộ Công Thương khảo sát thực tế một số sàn thương mại điện tử để xây dựng chuẩn dữ liệu. Trước ngày 1 tháng 10 năm 2021, Tổng cục Thuế tổng hợp ý kiến phản hồi, hoàn thiện, trình các cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn về chuẩn dữ liệu cung cấp thông tin, giải pháp kết nối, quy trình cung cấp thông tin và khai thác cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế để phục vụ công tác quản lý.
Đến hết năm 2021, Tổng cục Thuế và các sàn thương mại điện tử triển khai việc nâng cấp ứng dụng để sang năm 2022, các sàn thương mại điện tử sẽ thực hiện việc cung cấp thông tin với cơ quan thuế theo chuẩn dữ liệu bằng phương thức điện tử. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí ngân hàng kỳ này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong tạp chí ngân hàng kỳ sau.